Phật. Trì tụng kinh Thâm Ma Diệu tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học ân nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên nguyện sanh về tịnh độ. Nguyện dứt hết phiền não cho trí tuệ phát sanh, cho tội chướng tiêu tan, quả giác ngộ viên thành. Nguyện đem công đức này